đến thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, hay còn có tên gọi khác là đường hành lang ven biển phía Nam, đường Võ Văn Kiệt. Nếu chúng ta mở bản đồ Google Maps đang định vị đường quốc lộ 80 là không chính xác nếu dựa theo lý trình của đường quốc lộ 80. Dự kiến tuyến đường tránh thành phố Rạch Giá sẽ được xây dựng kéo dài thêm đến đường 3 tháng 2 nối dài Rạch Giá đi Châu Thành, nằm ở địa phận xã Vĩnh Hòa Hiệp. Tính đến tháng 10 năm 2024, thì tuyến đường tránh thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã hơn 10 năm đưa vào sử dụng. Hình ảnh mặt đường hay mật độ phương tiện giao thông có đông hay không thì chúng ta cùng nhau xem cận cảnh hành trình tuyến đường tránh thành phố Rạch Giá từ điểm đầu tại nút giao đường quốc lộ 61 ở xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành và kết thúc tại nút giao quốc lộ 80 tại phường Chính Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cá nhân tôi khẳng định hầu như các huyện trong tỉnh Kiên Giang muốn đi về thành phố Hà Tiên hay ngược lại về huyện Vĩnh Thuận thì phải đi vào tuyến đường tránh thành phố Rạch Giá. Nhắc lại quy mô xây dựng tuyến đường tránh thành phố Rạch Giá, tổng vận tốc thiết kế 60 km/h, quy mô xây dựng đường cấp 3 đồng bằng với chiều dài gần 21 km, mặt đường rộng 11 m, có tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của chính phủ Hàn Quốc và được thông xe tháng 7 năm 2014. Ở thời điểm đó, năm 2014, nếu chúng ta tính nhanh thì mỗi km đường có giá trị đầu tư gần 100 tỷ đồng và được xem là tuyến đường xây dựng mới đắt nhất và có giá trị nhất. Lúc đưa vào sử dụng thì mặt đường chỉ trải nhựa. Tôi có tìm hiểu từ những năm 2017 đến năm 2018 thì mặt đường tuyến đường tránh thành phố Rạch Giá đã bắt đầu xuống cấp. Trải qua nhiều năm đã được cơ quan quản lý đầu tư nâng cấp mặt đường, thảm thêm lớp bê tông nhựa nóng. Tuy nhiên, cứ mỗi năm trôi qua thì mặt đường tuyến tránh thành phố Rạch Giá lại xuất hiện ổ gà. Nhiều vị trí đã được thảm bê tông nhựa, vẫn bong chóc mặt đường. Nếu đánh giá chung thì sẽ có nhiều nguyên nhân xuất hiện mặt đường ổ voi ổ gà. Vì mật độ phương tiện giao thông di chuyển hàng ngày tương đối đông, chất lượng mặt đường còn nhiều hạn chế chưa tốt nên đường chưa ổn định, còn xuất hiện đổ lún, hệ thống cống thoát nước chưa được đầu tư. Nếu cô chú anh chị mình có đi vào tuyến đường tránh thành phố Rạch Giá trong tháng 10 năm 2024 này sẽ bắt gặp nhiều đoạn đang có ổ gà, mặt đường bong chóc. Về phần cầu, tuyến tránh thành phố Rạch Giá có tất cả 22 cây cầu, 15 cống hộp, 1 cống tròn, có các nút giao thông lớn như nút giao đường Lộ Trẻ Rạch Sỏi, nút giao đường Lạc Hồng, nút giao đường Trục Tượng. Tuyến đường dài 21 km mà có tới 22 cây cầu thì chúng ta suy nghĩ đến việc xây dựng đường xá ở miền Tây Nam Bộ phải bắc qua nhiều con kênh rạch lớn nhỏ. Đánh giá tổng thể lại về tuyến đường tránh thành phố Rạch Giá sau 10 năm sử dụng thì mặt đường chưa đáp ứng mật độ lưu thông của các phương tiện giao thông. Hiện nay nhiều cơ sở kinh doanh bà con mình xây dựng nhà rất nhiều tại đường tránh thành phố Rạch Giá. Khu công nghiệp Thành Lộc cũng đang nằm trên tuyến đường tránh thành phố Rạch Giá. Trong thời gian tới, cơ quan chức năng cần lập dự án nâng cấp tổng thể tuyến đường tránh thành phố Rạch Giá để mặt đường bền hơn, các phương tiện giao thông di chuyển dễ dàng, an toàn hơn. Bây giờ xin mời các chú và các bạn tiếp tục hành trình toàn bộ tuyến đường tránh thành phố Rạch Giá hướng về điểm cuối tại nút giao đường quốc lộ 80 gần cây cầu số 2 ở phường Chính Quang, thành phố Rạch Giá.
Thank you.